Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xin chia sẻ các bác thế này. Vào buổi chiều nay ấy, thì không hiểu sao rằng là khi tôi đi đường thì rất nhiều người có gửi tôi cái đường link và nói rằng là anh là cái người cung cấp thông tin sai sự thật. Anh là người không rõ. Những người như anh làm đỏ lửa cái thị trường chứng khoán và làm rất nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại. Bởi vì các bác có thể theo dõi chứng khoán thì thấy rằng là hơn 160 triệu cổ phiếu của những dòng họ, nghĩa là chúng ta gọi rằng là những dòng họ FLC thì bị bán tháo và đổ đỏ sàn. Và bên cạnh đó thì một số các tờ báo thì bắt đầu đưa một số tin lên là chủ tịch của FLC thì chưa bị bắt. Thế thì xin mời các bác là đọc kỹ lại hoặc nghe kỹ lại hai clip vào lúc 5 giờ sáng, vào lúc 8 giờ sáng và lúc 10 giờ sáng này của tôi á. Và để nghe kỹ lại là tôi đã bao giờ tôi nói rằng là FLC bị bắt hay chưa? Chị muốn FLC bị bắt hay chưa? Và tôi cũng đã chia sẻ các thông tin với góc độ nhìn thông tin của mình. Với kinh nghiệm làm thông tin của mình ấy, thì tôi chỉ chia sẻ các bác thế này. Mỗi thông tin thì đều có giá trị riêng và có cái sự thật riêng. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái mức độ của nó ở chỗ nào thì chúng ta chỉ nói chỗ đấy thôi. Trong cái video clip vào lúc khoảng 10 giờ sáng ấy, thì tôi đã giải thích các bác rất rõ. Đó chính là cái việc mà khi mà tạm hoãn xuất nhập cảnh ấy, thì nó là một trong những cái bước mà có thể nói rằng là thủ tục tố tụng à, chứ chưa phải là khởi tố. Tôi nhấn mạnh lại, chưa khởi tố vụ án cũng chưa khởi tố bị can. Nó ở cái lĩnh vực mà điều tra xác minh là chính. Và bản thân tôi khi mà gửi tin nhắn hoặc là gửi cho một số người á, thì tôi cũng đã gửi rõ điều này trên một số diễn đàn mạng xã hội, thậm chí là tôi còn vẽ ra cái kịch bản là có thể một số tay to nhà đầu tư lớn sẽ tìm cách là thoát hàng và những người đầu tư, nhà đầu tư gọi là F0 kém kinh nghiệm thì họ sẽ bị lãnh đủ ở trong cái chỗ này nếu như chúng ta thật sự không cẩn thận. Bằng cách là 12 giờ trưa ngày hôm nay tôi có tư vấn cho các bác là có thể là sẽ có một vài cái thông tin kiểu như thế được đưa ra được tới. Và ngày hôm nay ấy, thì chúng ta phải hiểu thế này. Cái thông tin mà một số tờ báo giật tít câu view ấy, và tôi không hiểu rằng là họ nói thế nào về cái thông tin gọi là nó như nào được nhỉ? Nó là cái thông tin là ông nghĩa là từ cái thông tin rằng là ông Trịnh Văn Quyết không bị hoãn xuất nhập cảnh, nên là không bị hoãn xuất cảnh, họ dùng cái từ không bị. Thì bây giờ các thông tin đó là liệu rằng đã sửa bài hay chưa? Bởi vì á, các bác tưởng tượng thế này này, thông tin ấy, không bị hay rằng là với chưa bị hoặc là đang xác minh thì là những cái thông tin nó rất là cụ thể. Và tôi xin trích dẫn cho các bác một cái thông tin cụ thể hơn á, là liệu rằng thông tin của tôi nói đúng hay không nhé. Để các bác đọc bài báo này, bởi vì cái bài này mới ra vào lúc 14 giờ 30 phút chiều thôi, 14 giờ 30 phút chiều của ngày hôm nay là ngày 28 tháng 3 trên tờ VN Express. Thì các bác thì thấy rằng là một cái thông tin thế này: chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết làm việc với cơ quan điều tra. Đó. Đây là một cái bài mà tôi có thể nói rằng là tôi tìm mà thấy rằng là đầy đủ nhất và thông tin có vẻ chính xác nhất để mà chia sẻ với các bác và mọi người. Nha các bác. Tôi sẽ trích nguyên văn để các bác thấy rằng thông tin tôi đúng hay không này. Mặc dù là tôi đưa từ rất sớm. Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết là 47 tuổi thì các bác nhé, đã làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an để xác minh thông tin liên quan tới ông. Ngày 28 tháng 3 thì đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì cho hay gần đây có một số nội dung phản ánh về ông Quyết. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa áp dụng các biện pháp tố tụng với các bên liên quan. Trước thông tin ông Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh trong một tháng từ ngày 26 tháng 3 thì vị đại diện không có câu trả lời cụ thể mà cho hay là đang cho người xác minh. Đó. Cho người xác minh. Và theo kế hoạch thì ông Quyết sẽ tham gia diễn đàn đầu tư ở Việt Nam vào London vào sáng ngày 30 tháng 3 và phát biểu kết luận cuối phiên với vai trò là chủ tịch Bamboo Airways. Chiều cùng ngày thì roadshow giới thiệu về hệ sinh thái của FLC cũng được tổ chức tại đây và sự hiện diện của ông Quyết tại hai sự kiện này đến nay thì vẫn đang bị bỏ ngỏ. Và tôi xin chia sẻ với các bác vào cái thông tin ở buổi sáng 10 giờ sáng ấy. Chỉ cần biết rằng là ông Quyết có mặt ở đó hay không
thì chúng ta sẽ biết chính xác câu trả lời đó. Nhưng các bạn có thể thấy rằng ở đây tờ VN Express thì tờ này cũng đã nói rất rõ là ông ấy chắc chắn sẽ có mặt và theo lịch ấy, nghĩa là theo lịch thì ông ấy sẽ có mặt và với cái vai trò phát biểu tại hai sự kiện này, có nghĩa rằng là plan kế hoạch lên phát biểu rồi đó. Và ông Quyết thì là người nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu và từng là một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Sáng nay khi bắt đầu phiên giao dịch thì các cổ phiếu họ nhà F thì đồng loạt giảm sàn hết biên độ, trắng bên mua ngay sau những thông tin tiêu cực liên quan đến ông Quyết. Và chốt phiên thì nhóm này là dự bán giá sàn là 150 triệu đơn vị, trong đó FLC và ROS là dự bán sàn gần 60 triệu cổ phiếu mỗi mã. Ông Quyết thì khởi nghiệp với nghề luật sư và cùng các cộng sự văn phòng luật sư là SMIC và chuyển thành công ty luật SMIC vào năm 2008. Cùng năm đó thì thành lập một loạt các doanh nghiệp và thương hiệu FLC thì được hình thành vào 2010 dựa trên các doanh nghiệp trên. Và tính đến nay thì các bác có thể thấy rằng là năm 2019 thì FLC được thành lập và gia nhập thị trường hàng không sau 10 năm thành lập. Vốn điều lệ của FLC là 10.500 tỷ đồng. Tính đến tháng 1 năm 2022 thì chủ tịch FLC được sở hữu 215 triệu cổ phiếu họ FLC, FLC này, tương đương là 30% vốn cùng một loạt các thu thành viên như là ROS, ART, BOS, GAB. Vừa rồi thì ông bị phạt 1,5 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch cả 5 tháng vì đã bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC. Đó. Trước đó thì cũng đã bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu khi không thông báo với cơ quan quản lý thị trường. Vào năm 2017 thì đó là cổ phiếu của ROS. Đó. Và cái năm 2017 thì buồn cười lắm. Tuyên bố là sẽ mua vào nhưng cuối cùng là làm các nhà đầu tư hào hứng là giá sẽ lên. Giá sẽ lên. Thế nhưng mà sau đó thì đột ngột lại bán ra. Thế nó mới kinh điển. Nghĩ rằng là giống như kiểu các bác là tuyên bố rằng là tôi là sẽ mua vào mấy chục triệu cổ phiếu này. Thế là mọi người bảo rằng là bây giờ gom hàng cổ phiếu thì kiểu gì giá nó cũng lên, giá nó cũng lên. Thế rồi đồng một phát là mãi chả thấy giá nó bùm bùm bùm, thế nó lên được vài phiên. Tôi nói lại thôi. Thế là đục một cái thì là cơ quan điều tra lại phát hiện ra là anh này không những là không mua vào mà anh lại còn bán ra. Thế nó mới kinh điển. Đó là năm 2017 là một cái vụ kinh điển. Nhưng mà đợt đó thì quy định chỉ phạt có mấy chục triệu thôi. Trong khi đó là cái số lượng bán là lên tới gần 100 hơn 6 mấy tỷ hay là 5 mấy tỷ đấy, tôi không nhớ. Tôi chả nắm giữ cổ phiếu họ FLC này, cái công ty nào có vấn đề là tôi chả nắm giữ. Nôm na như vậy thì các bác có thể hiểu được rằng là cái thông tin về Quyết LLC ấy, là bây giờ ấy, kể cả báo chí ấy. Còn cá nhân tôi thì có một cái tư duy khác như thế này. Thứ nhất là có thể rằng là bên phía của Bộ Công an ấy, là nhiều khi cũng chưa nắm kỹ được thông tin thật. Bởi vì cái hành động có thể nói rằng là cái sự kiện vào tối ngày hôm trước đó là một trong những cái sự kiện có thể nói rằng là bất ngờ và có thể là chưa kịp báo cáo nha các bác. Đây cũng là một điều rất bình thường bởi vì Bộ Công an là có rất nhiều những phòng ban khác nhau chứ không phải rằng là chỉ có giống như gia đình chúng ta là người vợ làm người chồng biết gì ngay, và thậm chí báo cáo với các bác rằng là nhiều khi vợ mình làm mình còn chả biết gì, con mình làm gì mình còn chả biết gì, đúng không ạ? Đấy là cái việc rất là bình thường, chúng ta cũng nên thông cảm với cơ quan điều tra là một. Cái thứ hai nữa rằng là chúng ta cũng chờ đợi là cơ quan điều tra sẽ ra được cái quyết định, ra được một cái thông tin chính thức để cho các báo chí mà lỡ đăng thông tin thì cũng nên chỉnh sửa bài hay là gì đó cụ thể lại. Còn tôi có thể chia sẻ với các bác thế này, trong quá trình làm thông tin ấy, thì tôi phải rất cẩn trọng. Tôi phải rất cẩn trọng, cực kỳ cẩn trọng. Nghĩa rằng là mình mô tả đúng cái sự kiện là mình biết được cái thông tin ở cái thời điểm đó. Và mình cũng không nên là mình nói quá hay là cái gì đó lên. Ví dụ như là như thế nào đấy thì bị bắt hay là thế nào đó thì bị kia ấy, thì rất là dở. Cho nên ấy, câu chuyện ở đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải hiểu. Có thể chúng ta bằng góc độ suy luận, như các nhà đầu tư liên quan đến tiền của họ thì họ cố gắng phải bán để thu hồi vốn nhanh, cắt lỗ vân vân. Tôi rất chia buồn với những người đã đu đỉnh từ những cái phiên hôm trước, khi mà cổ phiếu là tăng vèo vèo này thì các anh chị đã đu đỉnh những cái khu đấy thì chắc là bây giờ là coi như là cũng mất một phần tài sản rồi. Còn về thông tin thì mình phải chuẩn xác, và báo chí nhiều khi thì các bác có thể thấy rằng là cũng chưa chuẩn trong cái việc thông tin đó đâu. Cho nên ấy, phải nói rõ cụ thể
Như cái clip 10 giờ sáng của tôi ấy, mà nhiều bác chê trách và nói gì thì phải nói rõ ra. Thì thứ nhất là mình rõ đến đâu thì mình rõ đến đấy thôi. Nó đang mờ mờ thì mình phải nói mờ mờ. Chứ nó đang mờ mờ mà mình cứ bịa ra là kiểu gì nó cũng thành thật thì là chết dở. Đúng không ạ? Công việc mà khởi tố liên quan tới hoặc là khởi tố vụ án, khởi tố bị can ấy, thì thường thường nó sẽ sau cái giai đoạn điều tra. Nhưng đó chỉ là cái suy luận của chúng ta thôi. Còn cái việc mà Bộ Công an làm hay không, hoặc rằng là cơ quan của một công ty, của một địa phương nào đó làm hay không, thì đó là cái việc mà tôi nghĩ rằng là cái lĩnh vực thông tin của văn phòng Bộ Công an có lẽ nên hoàn thiện hệ thống để mà thống nhất lại cái việc mà công bố thông tin ra ngoài, bởi vì nếu không thì những cái tin đồn vẫn ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Còn cá nhân tôi á, thì với những thông tin tôi biết được thì tôi chỉ có thể nói với các bác như thế này, để tùy các bác hiểu là vào đêm hôm qua thì có thể nói rằng là ngày phán xét rồi. Và các bác như vậy, chúc các bác một buổi tối, một buổi chiều tốt lành nha. Wow.